Sau việc quẩy đục nước tại đám cưới bạn thân, Trương Phạm lần nào cũng chơi tới bến. Lên đây coi. Nam Trung bận váy bỏ quên luôn hình tượng ở nhà. Trương Phạm. Dư âm đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn động lại ở các nghệ sĩ. Khách mời liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tới bến tại hôn lễ của đại nữ khiến fan cười bò. Đáng chú ý là những khoảnh khắc quậy đục nước của Trương Phạm, học trò của Ngô Thanh Vân. Trên trang cá nhân, Trương Phạm đã đăng tải hình ảnh đeo bịt mắt cùng dòng chia sẻ hài hước. Lần này sợ lịch sử tái diễn nên đem thay đồ bịt mắt ngủ luôn cho chắc ăn. Khoảnh khắc nam ca sĩ một tay cầm mic, một tay ôm mặt đủ khiến người hâm mộ hiểu anh đã quậy đục nước cỡ nào trong đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Nói về sau việc có màn đi ăn cưới đáng nhớ để đời thì không thể không nhắc đến Trương Phạm. Trước hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, Trương Phạm từng quậy hết mình trong đám cưới của Đông Nhi Vọng Cầu Thắng. Cũng chính vì từng để lại khoảnh khắc huyền thoại nên Trương Phạm đã vô cùng cẩn thận mang theo bịt mắt khi ngủ để tránh bị ghi lại hình ảnh xấu hổ. Nhưng sau những gì chính anh cũng như Xuân Lan chia sẻ, người hâm mộ đủ hiểu ngày vui hôm đó của đả nữ, hắn Trương Phạm đã quậy đục nước cỡ nào. Nam Trung. Cụ thể, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc dự tiệc tối của dàn sao Việt trong đám cưới Ngô Thanh Vân. Trong đó, khoảnh khắc Nam Trung quẩy cùng bạn bè trở thành spotlight, không còn hình ảnh chỉnh chu như trước. Anh khiến công chúng bật cười với diện mạo thoải mái hơn. Chuyên gia trang điểm cởi bỏ áo vest bên ngoài, chỉ diện sơ mi trắng xuyên thấu cùng với mẫu váy xếp ly độc đáo. Có thể thấy, để thoải mái chung vui với bản thân, Nam Trung đã không ngại xóa bỏ hình tượng sang chảnh chặt chém thường ngày của mình. Khoảnh khắc quẩy bất chấp hình tượng này của anh vẫn được cộng đồng mạng truyền tay và bàn luận sôi nổi. Khổng Tú Quỳnh. Bên cạnh Trương Phạm thì Khổng Tú Quỳnh chính xác là nhân vật chiếm spotlight nhiều nhất trong đám cưới thế kỷ của Đông Nhi Vọng Cầu Thắng hơn 3 năm trước. Không chỉ vui vẻ nâng ly liên tục, Khổng Tú Quỳnh còn khóc nức nở vì vui mừng cho Đông Nhi đã tìm được hạnh phúc. Giọng ca lạnh còn bị ghi lại khoảnh khắc khi leo hẳn lên bàn trong lúc quá chén, khiến chính chủ xấu hổ lúc nhìn lại. Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc Khổng Tú Quỳnh được Isaac an ủi đã được ghi lại. Nhiều người không khỏi xôn xao trước màn thể hiện tình cảm bất ngờ này của cả hai. Nhưng sau đó, nữ ca sĩ đã phân bua cho biết Isaac an ủi rất nhiều người, không riêng gì cô, nhưng không may là khoảnh khắc giữa hai anh em bị ghi lại. Minh Hằng. Sau Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng cũng là mỹ nhân khiến nhiều người phải bật cười vì độ lầy lội. Tham dự đám cưới của bạn thân Đông Nhi, Minh Hằng lên đồ hết sức lồng lộn, nhưng đến tiệc tối, nữ ca sĩ đã không còn quá quan tâm đến hình tượng thoải mái nâng ly và quậy đục nước cùng dàn sao Việt khác. Cô nàng còn bị quăng xuống nước ướt nhem, giọng ca một vòng trái đất đành phải ôm cột đèn để tránh bị các đồng nghiệp đánh ức. Nhìn lại khoảnh khắc thả dáng thức tha ở đầu buổi tiệc và Minh Hằng sau tiệc là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Diệu Nhi. Có lẽ đám cưới Đông Nhi là dịp để các mỹ nhân thể hiện khí cạnh lầy lội và Diệu Nhi cũng không ngoại lệ. Vốn tính hài hước, bạn gái anh Tú đi ăn cưới bà xã ông Cao Thắng cũng có khối điều thú vị kể với fan. Cô liên tục cập nhật hình ảnh trong hôn lễ, thậm chí thoải mái khoe khoảnh khắc đi dép tông Lào chưa đỡ đau chân khi di chuyển trên cát. Hẳn không ai quên vụ tóc giả bị ướt sũng nước phải phơi trên chụp đèn ngủ của Diệu Nhi. Cụ thể, trong tiệc tối, các đồng nghiệp đã kéo bằng được nữ diễn viên xuống hồ bơi dù cô đã núp rất kỹ. Bộ dàn của Diệu Nhi đúng kiểu lúc đi hết mình, lúc về hết hồn, khiến fan cười nát nẻ. Đám cưới của các sao Việt, dàn khách mời đình đám không chỉ đến chung vui, còn quẩy hết mình để ngày vui đồng nghiệp thêm đáng nhớ. Những khoảnh khắc của Trương Phạm, Khổng Tú Quỳnh trở thành ký ức đẹp mà các nghệ sĩ sẽ mãi không quên. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.